Anh chị em xí lẻ cần cua gạch cua thịt thì cứ alo cho em. Cua gạch em có sẵn, giờ em chuẩn bị đóng cho khách. Vợ em đi gom thêm. Cua gạch 2 con 1 ký. Hôm nay mã cua gạch 2 con 1 ký rất là nhiều nha cả nhà. Anh chị em nào cần cua gạch cua thịt thì cứ liên hệ cho em. Hai chục ký, em còn 20 ký này giờ đóng cho khách này. Anh chị em nào có ăn nẻ thì cứ ăn thôi cho em nha, xíu nữa hàng lại về thêm nha. Gạch nhỏ bây giờ em hết rồi nha, gạch nhỏ tầm 1 tiếng nữa em có gạch nhỏ nha cả nhà. Gạch nhỏ 1 tiếng nữa em có. Đùng đang vô. Gạch lớn đây. 3 con hơn 1 ký, 2 con 1 ký cũng có. Anh chị em nào cần cua cái so gạch vàng cứ alo cho em nha. Gần lên cốm rồi, cái so gạch vàng. Cái so này là bao ngon 100% luôn, gạch vàng béo, thơm phức, bổ rẻ. Đây, có con này giống con, nhìn giống con ghẹ chưa? Con này vừa nãy là định tặng cho người ta mà nay hoay đóng hàng mà quên không có tặng à. Giờ ai lấy 1 ký cua gạch là em tặng 1 con cua cái so gạch vàng gần lên cốm, bao đẹp bao ngon như con ghẹ. Còn sót 1 con cái so. Thôi chào cả nhà nhé, em đóng hàng cho khách đây, trễ rồi.